còn sống sót vì em còn sống. Tên cướp vẫn còn sống và tiếp tục đi cướp đoạt. Còn em và anh đứa tiếp tục bị khổ, đứa sắp bị hành hình. Ôi một giấc mơ sự thật đã bất thành, mà người mơ ước sắp kề bên cái chết. Hương ơi anh nào muốn giết em đâu, máu em đổ là tại em đi với bầy lang thôi. Thì em tự nghĩ làm sao anh có thể tách rời mảnh thép từ một trái nổ vô tri để nó tự chọn mục tiêu mà xuyên thủng những trái tim bạo ác tham tàn. Dù cuộc đời anh có đảo điên thác loạn, anh vẫn tin tưởng rằng hình ảnh của em và con vẫn sống mãi giữa tim em. Anh muốn em sẽ chết cùng anh để chúng ta tìm thấy một niềm an ủi thuở chúng đau đớn, để cùng chôn vùi hai tình thương của hai kiếp sống lạc loài. Thank you.